Rồi, con gì đó bố? Diplophosaurus. Bố nói to lên chứ mẹ chẳng nghe được gì cả. Cái gì? Con này con gì? Velociraptor hả? Ok. T-Rex hả? Nó nói to to mẹ chẳng nghe được bơ. Cắn vào cái đuôi đúng không? Ờ, nó cắn vào cái đuôi của con gì vậy? Con Velociraptor. Ok. Rồi, tiếp tục này. Cái này là gì? Con này con gì nè? Đây mua cái đồ là hả? Composanthus đó, con đó con không biết hả? Ok. Trên lầu. Con này con gì? Baby T-Rex. À, baby T-Rex. Cái mon T-Rex, cái dai T-Rex ở bên đó. À. Mon T-Rex, một là dai T-Rex, một là mommy T-Rex. À, ok. Thì đó, mẹ mới nói là daddy với mommy đó. Cái ông này á, thì có bữa tối ngủ mà anh nóng không luôn. Xong edit cắt giật giật mà anh ui trời ơi nhìn sợ quá nha. Ui, rồi ông ăn luôn. Ôi trời, nhưng mà không có cắn lực quá. Rồi con gì đây bơ? Ceratosaurus. Đâu 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 nè, đây nè, Ceratosaurus nó nói. Ceratosaurus đó, nó đọc sai mà chị đọc theo em, nó đọc đúng rồi. Mẹ thích con mẹ thôi đúng không? Mẹ sắp như sức đế. Mẹ sắp như sức đất mẹ ngồi luôn rồi. Trời ơi khiếp blood kìa. Con gì đấy? Người. Con gì đó bơ? Boy. T-Rex hả? Con này con này gì? Spinosaurus. À, Spinosaurus. Ngồi lên đây đi bơ. Ngồi lên ghế cho mẹ đi. Ngồi lên ghế này nè bơ, ngồi lên ghế này đi. Mà ơi, tiếp tục kìa, tiếp tục con gì kìa. Nào, lên đây ngồi, lên đây ngồi, lên đây ngồi, lên đây ngồi. Lên ghế chỗ này nè. Lên ghế đây nè, lên ghế trước này nè. Ngồi đó. Kìa con gì kìa, con gì kìa, con gì trên TV vậy? Đây, đây. Cái gì? Pterodactyl. Đi ra đây ngồi. Pterodactyl. Peradon rồi, ok. Rồi tiếp tục nè. Cái gì nói lại mà chẳng nghe được. Velociraptor hả? Mèo. Con đực á. Một mét bảy luôn hả? Cao á. Con này con gì? Phi mèo. À, con phi mèo. Bản phi mèo mà. Rồi, ăn cái đồ ra. Bông khí. Nhưng mà mấy con này dễ, mấy con sau mới khó. Thôi mà mình flash mấy con dễ thôi ha, mấy con khó mình làm dần video ha. Ok, ok, ok. Con gì? Dạo quá vậy?
Hôm qua bố mới bị sốc con ơi. Bơ ơi quay lại kìa. Tới con gì nữa kìa. Con này nè. Con này là con gì? Con sạc. Con này con sạc. Thế còn ở dưới là con gì? Là mô. Nè con này con dưới nè. Con dưới lên nè. Tên gì? Đấy. Trời ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa. Thấy, thấy 25.2 mét. Trời, to thế. To thế. Tiếp tục con này con gì? Bơ bơ con này con gì? Con này bơ biết rồi đúng không? À, Velociraptor Blue. Delta Echo. Anh thấy tên Velociraptor Blue. Tên của nó Blue. Okay, T-Rex is coming. And what's it right over there? What's next? Who? The dominant Rex. The dominant Rex is fighting for cái số lượng khủng long mà em biết nó còn nhiều hơn cái số lượng khủng long mà chị biết về đời. Velociraptor. Bạo lực quá. Em không nhìn đi bạo lực quá. Đánh nhau cho bơ xem quả. Con này con gì bơ? Mosasaurus. Mosasaurus nhảy lên cắn. Mà Mosasaurus cắn con gì vậy bơ? Con berry. Con dominant. À, con này con gì? Berry. Ghê chưa? Ghê chưa? Nhi sợ chứ gì? Ghê chưa? Rồi con này. À. Ghê chưa? Bất ngờ nha. Giỏi vậy. Tyrannosaurus. Okay. Con này con gì nè bơ? Con này con gì? Allosaurus. Ghê chưa? Bị sốc chưa? Nhi? Sốc chưa? Không có sốc hở ấy. Kiểu không ngờ. Biết là mấy năm thấy phụng long mà cũng biết nó khác. Nhưng mà cũng không ngờ nó biết nhiều thầy luôn. Ai vậy? Con này cái gì đây? Con gì đây bơ? Endobat. Không bước đầu mẹ phát sao vậy? Sao bước phát thì mẹ luôn. Ui đỉnh nhỏ. Trong nguyên cái phim này nó chỉ có một cái con đầu tiên là cái con màu xanh nhỏ nhỏ đó là nó không biết tên thôi. Còn lại tất cả nó đều biết tên hết á. Mà hôm bữa còn kêu là ủa sao thấy cũng giống nhau mà thấy gì cả. Hai mấy con sọc sọc. Ui. Em không nhìn. Không nhìn, nhắm mắt đi, nhắm mắt đi. Sợ lắm. Em muốn nhìn. Ủa sức khỏe con này hồi nãy nhìn thấy rồi. Em muốn nhìn. Em muốn nhìn hả? Em nhìn đi. Đánh nhau đúng không? Mẹ ơi, đó không. Rồi, con này con gì? T-Rex. T-Rex hả? Nó nhìn lướt qua cái là nó biết liền đó bố. Rồi. Rồi xong rồi sao nữa? Tới con gì? Dominant Rex. Dominant Rex. Rồi gì nữa? Spinosaurus. Very many dinosaurs. Okay, and then the many dinosaurs. Many dinosaurs nhiều, nhảy ra nhiều quá khỏi cần đọc tên nữa. Chứ con ở nhỏ nhỏ ở trên kia là ai vậy? Là lion. Là lion. Okay.